600 BC, 600 năm trước Công nguyên, the cavalry, kỵ binh đã đến. Humans ride into, lần đầu tiên con người đã lao vào những trận chiến trên lưng ngựa. Chúng ta đã hiểu rằng chỉ cần thuần hóa một con ngựa cung cấp cho người đàn ông một lợi thế rất lớn. Và bây giờ, cho phép anh ta cùng với vũ khí, đó là sắt, và điều đó làm cho anh ta gần như không thể bị ngăn cản. Những tiến bộ trong công nghệ này, chúng không chỉ làm tăng khả năng có một trận chiến, mà chúng còn tạo ra những đế chế. Và đó là câu chuyện của một vài thiên niên kỷ tiếp theo. Với công nghệ mới và hậu cần trở nên tốt hơn, những đế chế được mở rộng ra, thống nhất những vùng đất rộng lớn với một trung tâm quyền lực. Và khi những đế chế ngày càng lớn mạnh, tạo nên những niềm tin mới. Một trong những hiện tượng thú vị mà chúng ta thấy với sự trỗi dậy của các đế chế là quan niệm về thuyết độc thần. Quan niệm về một thượng đế toàn năng phát triển qua thời gian, và đó chỉ là một hiện tượng. Do Thái giáo xuất hiện, từ đó cuối cùng chúng ta đã có Kitô giáo và đạo Hồi. Đạo Phật và đạo Hindu cũng xuất hiện. Năm tôn giáo lớn của ngày hôm nay, tất cả đều bắt nguồn từ thời kỳ đáng quan tâm này. Mặc dù các đế chế mở rộng ra, một số cường quốc vẫn còn bị cô lập. Sự mọc lên của dãy Himalaya 50 triệu năm trước đây đã cắt rời Trung Quốc khỏi con đường thương mại với phần còn lại của thế giới. Nhưng vấn đề đó đã thay đổi. Khoảng 100 trước Công nguyên, một hoàng đế Trung Hoa đã gửi một sứ giả tới Tây trong việc tìm kiếm các liên minh. Các tuyến đường ông đi sẽ trở thành con đường tơ lụa. Một mạng lưới thương mại lớn kết nối Trung Quốc băng qua Trung Á đến đế chế Nam Mã. Trung Quốc đã tham gia cùng thế giới. Theo như chúng tôi biết, không có thương nhân Trung Quốc từng gặp một người La Mã. Không có một người La Mã từng gặp một thương nhân Trung Quốc, ít nhất là trong giai đoạn đầu tiên của con đường tơ lụa. Nhưng sự buôn bán lớn này sau đó bắt đầu bùng nổ. Giữa khoảng 100 trước Công nguyên và khoảng 200 sau Công nguyên, chúng ta có 3 thế kỷ để buôn bán và trao đổi văn hóa trên mức độ mà không thể biết được. Nhưng liên kết mới của con người này cũng giải phóng những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Do thời điểm bắt đầu của kỷ nguyên Trung, những đế chế vĩ đại trỗi dậy và một mạng lưới thương mại lớn kết nối hầu hết châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, các tuyến đường thương mại cũng mang theo một mối đe dọa vô hình. Đó là bệnh dịch. Những bệnh dịch khủng khiếp là một số người đổ lỗi cho nguyên nhân làm sụp đổ cả đế chế La Mã và Triều Hán ở Trung Quốc. Nhưng các mạng lưới này cũng dẫn đến sự truyền bá của tôn giáo. Vào năm 312 sau Công nguyên, hoàng đế La Mã Constantine đã cải đạo sang Thiên Chúa giáo, mở đường cho nó trở thành tôn giáo chiếm ưu thế ở châu Âu và phương Tây. Ba thế kỷ sau đó, đạo Hồi cũng xuất hiện. Một tôn giáo, trong một thời gian, nó sẽ thống nhất một lãnh thổ lớn gấp 2,5 lần đế chế La Mã đã từng có. Thương mại Ả Rập sẽ thúc đẩy sự trao đổi mới cho 1.000 năm tiếp theo và mở rộng mạng lưới toàn cầu đến những nơi chưa bao giờ đến trước đó. Người Ả Rập nằm ở giữa châu Phi, Á Âu. Có những nhà buôn Ả Rập đã đi thuyền buồm sang Trung Quốc. Có những nhà buôn Ả Rập đã đi theo tất cả các con đường đến Đại Tây Dương. Do vậy, họ đang ngồi ở giữa trung tâm. Một bí mật của thương mại Ả Rập: lạc đà. Một sinh vật có tổ tiên giống như ngựa trốn thoát qua cây cầu đất Bering của Bắc Mỹ.
Một đoàn buôn với 6 con lạc đà đã có thể thô được rất nhiều, đến 2 tấn hàng hóa, xa đến 96 km một ngày, hai lần tải trọng của một đoàn lừa trong một nửa thời gian. Lần đầu tiên, đoàn lữ hành lạc đà mở tuyến đường thương mại đáng tin cậy băng qua vùng sa mạc Sahara khủng khiếp, dẫn đến sự hình thành của các quốc gia đầu tiên ở Tây Phi. Thương mại Ả Rập mở rộng, dần chuyển muối từ sa mạc Sahara đến Rome, gạo từ Đông Á đến Ấn Độ, dẫn bí quyết sản xuất giấy ra khỏi Trung Quốc và châu Âu, và vô số các phát minh và ý tưởng khác trên khắp thế giới. Từ ngữ mà chúng ta dùng để chỉ quả chanh, nó đến từ đâu? Từ ngữ mà chúng ta dùng để chỉ cà phê, nó đến từ đâu? Tất cả chúng đều là tiếng Ả Rập. Vì người Ả Rập đã mang một số lượng lớn cây lương thực gần châu Âu, cây cam, cây họ cam quýt, chúng đến từ miền Nam Trung Quốc. Nhưng mà họ không đem nó về phía Tây cho đến thời kỳ vĩ đại của Ả Rập. Tại vùng Hồi giáo Bắc Phi, một thương gia người Ý có tên là Leonardo Fibonacci đã học được nhiều thứ trên những con đường của thương nhân Ả Rập. Ông đã thu nhận được một hệ đếm đơn giản nhưng khéo léo có nguồn gốc ở Ấn Độ, nhưng được sử dụng rộng rãi trong thế giới Ả Rập. Tác phẩm của ông sẽ truyền bá kiến thức đến châu Âu và ra khắp thế giới. Tất cả mọi người đang đếm theo cùng một cách, kinh doanh và thương mại sẽ bùng nổ. Và bởi vì Fibonacci, người dân ngày nay vẫn còn hầu như sử dụng các con số được gọi là số Ả Rập. Nhưng có những ý tưởng khác của thương gia Ả Rập sẽ lan truyền, thứ thậm chí còn ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều. Nó có nguồn gốc ở Trung Quốc khoảng 800 sau Công nguyên. Một nhà giả kim thuật Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm một loại linh đan để có cuộc sống lâu hơn, thay vì tình cờ gặp được các hóa chất, thứ có thể gây tử vong đột ngột. Ông kết hợp carbon và lưu với kali nitrat, một hợp chất kali, nitơ và oxy, được tạo nên trong các ngôi sao. Những nguyên tố này giờ đây tác động với nhau tạo thành thuốc súng. Công thức cho thuốc súng cuối cùng cũng được đem đến phương Tây qua con đường tơ lụa đến thế giới Hồi giáo, nơi mà các chiến binh Hồi giáo sử dụng nó để nã pháo vào quân thập tự chinh. Châu Âu thu nhận ý tưởng, nắm lấy và hoàn thiện vũ khí thuốc súng. Năm 1492 sau Công nguyên, có khoảng 400 triệu người trên khắp thế giới, nhưng vẫn bị chia tách làm hai tại châu Mỹ. Những nền văn minh người Aztec, người Maya và Incas, tất cả đều xuất hiện. Trong khi một nửa trái đất, trong những hậu quả của sự sụp đổ của Rome, châu Âu đã rạn nứt như một quả trứng thành quốc gia riêng biệt. Đối với người Italia sinh ra ở Christopher Columbus, điều này có nghĩa là ông có thể kêu gọi tài trợ thành công từ một loạt các nhà lãnh đạo châu Âu. Và cho đến khi cuối cùng, ông cũng thuyết phục được vua và hoàng hậu Tây Ban Nha ủng hộ cuộc thám hiểm của mình. Hầu như tất cả của lịch sử trái đất đã trôi qua cho tới chuyến đi của Columbus. Để lựa theo chiều gió, ông sử dụng các cánh bồm hình tam giác, một công nghệ sao chép từ người Ả Rập. Để dẫn đường, ông đã sử dụng na bàn, một phát minh từ Trung Quốc, và kim chỉ hướng, một từ trường hình thành từ chính lõi của hành tinh. Mặc dù Columbus đã tìm kiếm một con đường mới đến Ấn Độ, thay vào đó, cuối cùng và mãi mãi, ông đã kết nối hai nửa của thế giới. Chuyến đi không chỉ quan trọng trong lịch sử nước Mỹ, và như bạn đã thấy, đó là một sự kiện quan trọng trong cả lịch sử của nhân loại. Sẽ không có điều gì giống như vậy. Sự kết thúc của kỷ băng hà bỏ lại một lượng lớn người chia tách nhau trên toàn thế giới.
15.000 năm trước đây. Và giờ đây, tất cả điều đó đã thay đổi. Chúng ta được dạy là chuyến đi 5492 của Christopher Columbus là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Thực tế, đó là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ, trong lịch sử của toàn bộ nhân loại. Trước chuyến đi đó thì các khu vực lớn trên thế giới đã tồn tại chủ yếu trong sự cô lập. Bằng cách vượt qua Đại Tây Dương, Columbus đã mở ra một khu vực rộng lớn của châu Mỹ, hai lục địa khổng lồ của Bắc và Nam Mỹ, với hàng triệu người đang sống ở đó, các nguồn tài nguyên có giá trị, và lần đầu tiên, những người sống tại lục địa Âu Á trở nên nhận thức được rằng phần khác của thế giới là như thế nào. Và cho đến chuyến đi của Columbus, những người này cũng có thể sống trên hành tinh khác, thế nên họ bị cô lập. Một mạng lưới thương mại bắt đầu với những nền văn minh đầu tiên kết nối châu Âu, châu Á và châu Phi, giờ đây qua Đại Tây Dương. Trong vùng rộng lớn này, mạng lưới toàn cầu mới, trung tâm mới sẽ hình thành. Và một lần nữa, quyền lực sẽ dịch chuyển với hầu hết trong hơn 2.000 năm qua. Châu Âu đã không còn quan trọng nữa. Sau đó, chúng tôi có thời đại của Columbus. Và bạn biết được gì không? Đây chính là thời gian mà chúng ta thấy sự trỗi dậy của phương Tây. Điều này có được là khi phương Tây bắt đầu tiếp nhận. Khi tự nó có được những cú hích lớn ở trung tâm của mạng lưới trao đổi lớn nhất của thế giới từng được biết đến. Giờ đây, các loại thực phẩm bị cô lập trên các lục địa bị chia cắt bắt đầu di chuyển trên khắp thế giới. Bắp từ Mỹ hiện diện ở Ai Cập và Trung Quốc. Khoai tây từ dãy Andes chứng minh hoàn toàn phù hợp với đất ở Ireland và Nga. Ngũ cốc như là lúa mì ở vùng lưỡi liềm màu mỡ bắt đầu nuôi sống châu Mỹ. Thực phẩm mới có nghĩa là nhiều calo hơn, nhiều năng lượng hơn. Trong 3 thế kỷ từ chuyến đi của Columbus, dân số thế giới sẽ tăng gấp đôi đến 900 triệu. Nhưng mà sự đối xử bất bình đẳng với hai bán cầu giờ đây tạo ra một cao trào chết người. Những cuộc xâm lược của châu Âu kế thừa nền nông nghiệp và vật nuôi có dùng với sen màu mỡ và mạng lưới thương mại lan tỏa rộng lớn khắp thế giới cũ. Đến với súng, cưỡi ngựa và mang theo các bệnh truyền nhiễm. Và kết quả, chết chóc. Trong năm sau chuyến đi đầu tiên của Columbus, 95% người dân xứ bản địa ở châu Mỹ sẽ chết vì súng của người châu Âu và mầm bệnh. Một khi các bán cầu được kết nối, không gì có thể giống như vậy. Và mang theo câu chuyện đáng kinh ngạc của đường. Về mặt hóa học, đó là nguồn nguyên liệu duy nhất cho bộ não của chúng ta, một hợp chất mà chúng được lập trình để thèm muốn. Đường thô có nguồn gốc chủ yếu từ cây mía. Một lần nữa, một loại cỏ sẽ đóng một vai trò là trung tâm trong câu chuyện của nhân loại. Được trồng đầu tiên hơn 6.000 năm trước ở châu Á, châu Âu phát hiện ra đường tại Trung Đông trong các cuộc thập tự chinh và mang chúng trở về nhà. Châu Âu đã được nối, nhưng hầu như không nơi nào ở châu Âu nơi đường có thể phát triển. Sau đó chúng ta có Christopher Columbus và khám phá thế giới mới và những cuộc xâm lược của Tây Ban Nha. Dần, ban đầu họ rất quan tâm đến vàng và bạc, nhưng thực sự họ chỉ muốn làm giàu và họ không quan tâm là họ sẽ làm giàu bằng cách nào. Và một khi vàng và bạc đã bị đánh cắp, bước tiếp theo là mở đồn điền mía. Bản thân chính người Tây Ban Nha không muốn làm việc trong các đồn điền mía, và họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh một lực lượng lao động mới. Và ở phía bên kia của Đại Tây Dương, có một nơi mà họ có thể mua nô lệ. Và nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của chế độ nô lệ, nơi đích đến của những nô lệ từ châu Phi là những đồn điền mía. Vì vậy, lịch sử có đường định hình sự phát triển của lịch sử thông qua Trung Đông, thông qua cuộc thập tự chinh, thông qua cuộc chinh phục của Trung Mỹ, và thậm chí cả lịch sử của chế độ nô lệ từ châu Phi đến châu Mỹ. Trong năm 1700, nhân loại đã đụng phải một bức tường. Hầu hết loài người tiếp tục sống một cuộc sống đơn giản, giống như tổ tiên cổ xưa của chúng ta, hơn là như chúng ta.
Khi bạn nghĩ trở lại về thế giới trong năm 1700, hầu hết mọi người là nông dân, hầu hết mọi người sản xuất quy mô nhỏ nền nông nghiệp ở mức độ sống, do hầu hết quá trình sản xuất được thực hiện trong các công xưởng. Trong những năm 1700, phải mất hơn một năm đối với hàng hóa và thông tin đi một vòng quanh hành tinh. Nó dài hơn thời gian ngày nay mà chúng ta sử dụng đến sao Hỏa. Điều giữ cho chúng ta lại là làm thế nào chúng ta tạo ra sức mạnh cho cuộc sống. Ở Ai Cập từ 2.000 năm trước công nguyên, 90% tất cả các công việc được thực hiện bởi cơ bắp của con người, với phần còn lại là của động vật. Vào khoảng năm 1700 ở châu Âu, 70% các công việc chính vẫn bị chi phối bởi cơ bắp của con người. Rõ ràng, một sức mạnh cơ bắp không thể dẫn tới kỷ nguyên hiện đại, nhưng có một bước đột phá ẩn sâu bên trong trái đất. Khi lịch sử của chúng ta về thế giới trong 2 giờ đồng hồ đã tới hồi kết thúc, nhân loại đã chạm phải một bức tường. Tiến bộ nhân loại đã bị ngưng lại bởi các giới hạn cơ bắp của chúng ta. Để vượt qua bức tường đó, chúng ta sẽ cần đến một cách mới để có thể cung cấp năng lượng cho cuộc sống của chúng ta và toàn bộ lịch sử của thế giới. Hãy nhớ rằng hàng tỷ năm trước khi sắt từ ngôi sao đang nổ tung đã được gom lại trong quá trình hình thành trái đất. Hàng ngàn năm trước đây, loài người bắt đầu sử dụng sắt để làm công cụ và vũ khí. Để giữ cho những xưởng luyện kim đỏ lửa, chúng ta bắt đầu chặt hạ những khu rừng. Và giờ đây, 300 năm trước tại nước Anh, sắt đang trong nhu cầu cao và cây cối đang cạn kiệt. Nước Anh cần một nguồn nhiên liệu mới và phải cảm ơn những gì mục nát còn lại của loài dân sĩ cổ đại. Chúng có một thứ. Than đá. Nhưng bản thân than sẽ không phải là sức mạnh đưa nhân loại vào thế giới hiện đại, mà có một dòng xoáy định mệnh trong câu chuyện. Quá trình tìm kiếm than mang những thợ mỏ vào sâu hơn trong lòng đất. Nước bắt đầu tràn vào các đường hầm. Để bơm hết nước ra ngoài thì cần một phát minh mới. Vào năm 1712, Thomas Newcomen đã sản xuất một máy bơm được cung cấp năng lượng bằng cách đốt than và truyền động bằng hơi nước. Cỗ máy của Newcomen là động cơ hơi nước ứng dụng trong thực hiện đầu tiên. Nó là sự kết hợp của năng lượng và động cơ, nhiên liệu và máy móc sẽ giải phóng con người khỏi các giới hạn của cơ bắp và thay đổi thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu. Cùng với cuộc cách mạng chính trị ở Mỹ và sau đó là Pháp, cuộc cách mạng công nghệ này mãi mãi biến đổi cảnh quan của thế giới. Và chẳng bao lâu, thế giới bên kia Đại Tây Dương trở thành kinh tế mới, do đó văn hóa, do đó chính trị, do đó lãnh đạo quân sự và sẽ hoàn toàn thống trị toàn cầu địa chính trị từ thời điểm đến bây giờ. Xe lửa ầm vang trên khắp các vùng nông thôn. Vào những năm 1870, động cơ đốt trong đã xuất hiện và người Đức phát minh ra ứng dụng sát thủ của mình, đó chính là xe ô tô. Dầu lửa, những chất mà người cổ đại coi là quá dễ cháy được ứng dụng ở mọi lĩnh vực. Nó trở thành hàng hóa quan trọng nhất trên hành tinh. Nhiên liệu thúc đẩy sự cải tiến rất là nhiều. Máy điện báo và điện thoại truyền các tin nhắn trong nháy mắt. Với điện, nhân loại đã lấy lại màn đêm từ bóng tối. Trung tâm của quyền lực đã thay đổi. Vào năm 1800, người châu Âu và con cháu của họ đã kiểm soát 35% diện tích đất trên trái đất. Vào năm 1900, họ đã kiểm soát 85%. Vào thế kỷ 20, nhiên liệu hóa thạch và động cơ đốt trong mở rộng tất cả mọi thứ, bao gồm cả chiến tranh. Rằng công nghệ có nghĩa là sức mạnh quân sự và xâm lược quân sự là thứ có thể quốc tế theo cách chưa bao giờ thấy trước đây. Trong thế kỷ 20, số người chết vì chiến tranh nhiều hơn gấp 3 lần.
2.000 năm của lịch sử nhân loại trước cộng lại. Việc áp dụng công nghệ kỹ năng, công nghệ công nghiệp của thế kỷ 18 đạt đến đỉnh cao. Tôi nghĩ là như vậy, với những sự kiện bất thường này. Và tất cả một lần nữa đang được thúc đẩy bởi cơ thể quá thạch của những vi sinh vật hữu cơ, những thực thể đã từng biến mất trong những đầm lầy cổ đại hàng triệu và hàng triệu năm trước. Cuộc cách mạng công nghiệp cũng cho phép dân số bùng nổ. 200.000 năm của lịch sử nhân loại đã trôi qua, từ buổi bình minh của loài người đến năm 1900, và giờ đây, trong vòng 100 năm của thế kỷ 20, nó gần gấp 4 lần, hơn 6 tỷ người. Now, within the 100 years of the 20th century, it nearly quadruples to more than 6 billion. Thế kỷ 20 có hầu hết các thời khắc đặc biệt trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ chúng ta thấy sự thay đổi trên một quy mô như vậy. Ngày nay, số lượng con người đã có đến gần 7 tỷ. Chúng ta là những kẻ chiếm ưu thế trên hành tinh. Chúng ta đã học được cách để khai thác năng lượng nhiều hơn 50.000 lần so với tổ tiên của chúng ta cách đây khoảng 10.000 năm. Năng lượng này chi phối nhịp độ cuộc sống của chúng ta và một thế giới rộng mở, một mạng lưới kết nối như chúng ta biết và đã được thực hiện từ lâu khi con người bước đi trên trái đất. Câu chuyện của chúng tôi kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ đã đến hồi kết thúc. Một câu chuyện thực sự bắt đầu 14 tỷ năm trước đây với một vũ trụ vô cùng nhỏ, nơi tất cả mọi thứ ở cùng một nơi. Và sau đó là Big Bang. Tất cả các năng lượng đã từng tồn tại được tạo ra trong chốc lát, được hấp dẫn khắc họa nên vũ trụ của chúng ta. Với hàng tỷ năm, những ngôi sao và siêu tinh tinh tạo ra tất cả các nguyên tố chúng ta cuối cùng sẽ cần. Sau đó, một trái đất khắc nghiệt đã hình thành và ổn định điều kiện để hỗ trợ cho sự sống. Và khi các hành tinh tiến hóa, sự sống cạnh tranh về năng lượng và ngày càng lớn hơn, phức tạp hơn. Cuối cùng, những điều kiện thích hợp cho loài của chúng ta tăng lên. Chúng ta đã làm chủ đá và lửa. Và khi kỷ băng hà đến, chúng ta mở rộng ra khắp hành tinh. Và khi băng tan chảy, chúng ta bị mắc kẹt trong các châu lục khác nhau. Chúng ta đã học được cách thuần hóa thực vật, động vật theo ý muốn của mình. Chúng ta đã có thể xây dựng các thành phố, sau đó là những nền văn minh. Chúng ta đã tạo ra một mạng lưới rộng lớn liên kết các đế quốc, kết nối các châu lục, và sau đó vượt qua các đại dương. Dường như chúng ta đã đạt đến giới hạn của loài người, chúng ta đã tìm thấy năng lượng và công nghệ để mang chúng ta vào tương lai. Trên trái đất, những hạt giống của quá khứ đã nở rộ thành hiện tại và tràn đầy năng lượng và sáng tạo. Những câu chuyện về hàng tỷ sự sống đã chống lại tấm màn của vũ trụ gần như là quá rộng lớn để có thể hiểu được. Trong tất cả những gì mà chúng ta đã làm, trong tất cả những gì chúng ta đã có, chúng ta vẫn giữ lại những công trình vĩ đại của quá khứ khi chúng ta tiếp tục tạo nên lịch sử mỗi ngày.